Em chào tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi ấy, thì ngoài đào, ngoài quất ra thì những cái dòng địa lan cũng được các bác rất là yêu thích dùng để trưng Tết. Bên mình thì cũng có một số dòng rất là nổi tiếng ạ, và giá của nó cũng khá là cao. Nói chung là những cái dòng địa lan truyền thống của Việt Nam thì giá rất là cao luôn ấy. Để mà trưng Tết thì em thấy là ở bên mình thì em thấy có địa lan Trần Mộng này. Trần Mộng thì em thấy hoa rất là đẹp, hoa to đẹp nhưng mà nó lại không thơm các bạn, hoa to đẹp nhưng không thơm và rất là bền luôn, để rất là lâu tàn, hoa đẹp. Để ngoài ra thì cũng có dòng Mạc Xuân, ngoài ra thì những cái dòng truyền thống ví dụ như là những cái dòng dòng mà có tên tuổi rồi ấy, thì nó rất là đắt. Còn địa lan tàu thì chủ yếu là địa lan tàu là nhiều thôi, ví dụ như là Sato này, Thanh Ngọc này, Hoàng Kim Bảo, Ô Tử Thúy, rồi Tố Hà đều là những cái dòng địa lan tàu hết ạ. Nhưng mà giá cả của nó rất là phải chăng, cho nên là các bác nhập về cũng nhiều và mình mua về chơi Tết hay rồi mình trồng để sang năm cũng được. Các bác ở miền Bắc thì những cái dòng địa này thì có thể trồng để sang năm nó sẽ có hoa lại, nhưng mà các bác ở miền Nam thì khả năng là nó sẽ không lại có lại hoa đâu, tại vì thường thì những cái dòng địa nó ươm phải có một cái độ lạnh nhất định thì nó mới có hoa các bạn đấy. Hôm nay thì em sẽ có một số vật tư thôi em giới thiệu với các bác để các bác có thể là sắm sửa để sang Tết thì mình có thể sang chậu hoặc là trồng trồng những cái trồng hàng mới. Em hôm nay thì em giới thiệu với các bác về một số mẫu chậu, chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng ạ. Vỏ thông thì nhà em vẫn có nhá, vỏ thông thì em vẫn vỏ thông thì các bác mà lấy từ 10 cân thì phải sang sang Tết thì em mới gửi được, còn bây giờ thì em không gửi được rồi tại vì bên Viettel thì họ đã ngừng nhận hàng rồi ạ. Bên Viettel họ ngừng nhận hàng rồi cho nên là em qua Tết thì em sẽ gửi vỏ thông cho các bác. Vậy còn chậu này, chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng thì nhà em vẫn có đây. Đây là mẫu chậu sen này. Mẫu chậu sen thì nó sẽ có kèm nan phụ các bác ạ, có kèm nan phụ và nó tua tua ra như này. Đó. Có phi 20, 25 và 30 ạ. Giá của nó sẽ là 10.000 đến 13.000 và 21.000. Đấy là mẫu chậu sen ạ. Mẫu chậu sen thì có 3 cỡ này thôi, còn mẫu chậu bí. Mẫu chậu bí thì cũng là nhựa HD nhưng mà mẫu chậu bí thì sẽ không có kèm nan phụ. Mẫu chậu bí không có kèm nan phụ, chậu bí nó khum vào như thế này. Các bác trồng những cái dòng đơn thân thì có thể chọn mẫu chậu bí này. Có phi 20 là 10.000, phi 25 là 12.000, phi 30 là 16.000, còn phi 35 là 27.000 một cái. Chậu phi 35 thì giá của nó khá là cao các bạn. Nhựa thanh nhựa dày dặn luôn. Tiếp theo là mẫu chậu nan thẳng ạ. Mẫu chậu nan thẳng thì cũng là nhựa HD. Mẫu này cũng là đều cũng là nhựa HD hết ạ. Mẫu chậu nan nhà em đều là nhựa HD. Mẫu chậu nan thẳng này thì cái nhựa của nó có kèm nan phụ nhưng mà cái thanh nhựa ấy, cái thanh nhựa của nó có phần là bé hơn so với mẫu sen và mẫu bí. Hiện tại thì em đang có phi 20 là 6.000, phi 25 là 7.500, phi 30 là 11.000, phi 35 là 17.000 ạ, phi 28 cũng 11.000. Đấy, đấy là mẫu chậu nan thẳng. Tiếp theo là mẫu chậu đen ạ. Mẫu chậu đen thì nhà em sẽ có phi 16, 18, 21. Mấy ngày nữa sẽ có thêm cả 23 nữa. 25, 28. Đây là mẫu chậu phi 16 đến phi 21 thì cỡ chậu mẫu chậu nó sẽ là như thế này. Hiện tại thì em đang bán là phi 16 là 3.000, phi 18 là 3.500, còn phi 21 là 4.000. Ngoài ra thì có chậu phi 25, phi 25 thì nó lại là mẫu hở sườn các bác ạ. Phi 25 là mẫu hở sườn như thế này. Phi 25 thì em đang bán là 10.000 và phi 28 là bán là 13.000 một cái. Đây là mẫu chậu E. Các bác trồng địa thì các bác có thể trồng bằng mẫu chậu E này được này. Hiện tại nhà em đang có 3 cỡ E280, E300 và E330. Đây là mẫu chậu của Trung Quốc. Đấy. Nó cao cho nên là nó sẽ đựng được nhiều giá thể và nó làm cho cái bộ rễ của địa lan nó phát triển tốt hơn này. Cái tên của nó thì nó sẽ không đồng nghĩa với nó sẽ không nói lên cái kích thước của chậu. Đấy, rất là nhiều bác nhầm cái này luôn ấy. Thì có phi E280 ạ. E280 thì đường kính miệng của nó là 22 và chiều cao nó là 20. Chậu này thì em đang bán là 7.000. E330 ạ. E330 thì đường kính miệng của nó là 25 và chiều cao của nó là 22 và chậu này thì em đang bán là 9.000.
Ngoài ra thì còn có E330. E330 thì đường kính miệng của nó là 27 và chiều cao của nó là 25. Chỗ này em đang bán là 12.000 một cái. Cái này ngoài các bác trồng địa lan cũng có thể trồng những cái cảnh khác được các bạn. Đấy, đấy là những cái mẫu chậu. Còn về phân thuốc chậu móc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Các bác có thể là xem những video trước cũng được. Thì bác cần những loại nào có thể lấy kèm với nhau ấy. Đấy, một đơn gộp một đơn cùng thì các bác liên hệ em thì em sẽ báo giá cụ thể hơn. Video sau thì em sẽ giới thiệu về phân thuốc ạ. Em giới thiệu từ bây giờ để các bác có thể là tham khảo để qua Tết mình có thể mua về chăm sóc cho vườn cây của mình. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Cũng sắp đến năm mới rồi, chúc các bác có một năm mới sức khỏe dồi dào ạ. Em cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em trong thời gian qua.